những bài văn mẫu lớp 4, đề bài, em hãy tả cái đồng hồ, bài làm mẫu số 1. Em đã được thấy rất nhiều đồng hồ báo thức nhưng chưa thấy cái nào đặc biệt như cái đồng hồ gì gửi về tặng em. Nhân dịp tổng kết năm học, em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Cái đồng hồ của em cao hơn 30cm. Đế của nó được làm bằng in ốc sáng loáng hình bầu dục. Chỗ dài nhất của đế vừa bằng gang tay của em. Chỗ rộng nhất bằng hơn nửa gang tay phía trên của đế là hình một con tàu thủy mạ vàng sáng loáng một hình tròn giống như cái bánh lái được nối với thân tàu chính là hình tròn mặt chiếc đồng hồ trên nền vàng nhạt nổi lên những con số màu đen chiếc kim phút màu đen cứ chậm chạp chậm chạp nhích từng chút từng chút thì cái kim dây màu đỏ lại có vẻ nhanh nhẹn hơn còn chiếc kim giờ dường như chỉ đứng yên một chỗ mặt kính đồng hồ trắng trong giúp cho em nhìn rất rõ mỗi lúc xem giờ đặc biệt nhất vẫn là quả lắc của đồng hồ nó không phải hình tròn cũng không phải là hình bầu dục mà lại là hình một chiếc nơ nhỏ bốn cánh trông rất xinh xắn nó chăm chỉ lắc đều suốt ngày này sang ngày khác mỗi khi đến giờ hẹn tiếng chuông lại gen gen giúp em trở dậy đúng giờ để kịp đến trường thỉnh thoảng em lấy rẻ lau đồng hồ thật sạch em coi đồng hồ như người bạn thân thiết của mình nhờ nó mà em chưa bao giờ đi học trễ cả em thật hạnh phúc vì tất cả mọi người trong gia đình luôn quan tâm đến em Em thầm hứa với mình sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa, chăm ngoan hơn nữa để khỏi phụ lòng ông bà, cha mẹ. Cô gì? Bài làm mẫu số 2. Cách đây 3 năm, trong một lần đi chợ tỉnh, ba em mang về một chiếc đồng hồ để bàn. Từ đó, bác trở thành người một người bạn thân của gia đình. Đó là một chiếc đồng hồ nội hóa, loại lên dây. Cả đồng hồ là một hình hộp chữ nhật, rộng độ 20 phân, cao 10 phân, dày 6 phân. Vỏ đồng hồ bằng nhựa trắng mép ngoài mạ nhôm bóng lộn, sau tấm kính trắng là mặt đồng hồ, bên trái, có một ô vuông nhỏ, có số chỉ ngày, phần chính là bên phải, gồm một hình bầu dục có ghi 12 chữ số, từ số 1 đến số 12. Trên mặt đồng hồ có 3 cây kim dài ngắn khác nhau và tốc độ di chuyển cũng không giống nhau, kim dây dài nhất, mảnh mai, màu đỏ, quay nhanh liên tục, kim phút tuy to hơn, nhưng ngắn hơn, chốc chốc mới nhích tới một bước ngắn, chậm hơn cả và cũng ngắn hơn cả là kim giờ mặt sau đồng hồ có 3 chiếc núm, núm để lên dây, núm để điều chỉnh giờ và núm hẹn giờ báo thức. Trên chiếc bàn tròn của phòng khách, bác đồng hồ cần mẫn đếm thời gian, tiếng, tích tắc, tích tắc đều đạn phát ra từ chiếc đồng hồ không kể đêm ngày. Sáng sớm, đúng 5 giờ, bác lên tiếng, reng, reng, một hồi dài để đánh thức mọi người dậy. Chưa một lần nào bác bê trễ công việc, nếu mỗi ngày ta đừng quên lên dây cho bác nhờ bác đồng hồ mà suốt mấy năm qua em luôn đi học đúng giờ tiếng tích tắc tích tắc đều đạn của bác như luôn nhắc nhở em giờ nào việc ấy thời gian trôi qua không sao níu lại được cảm ơn các bạn đã theo dõi hãy đăng ký kênh để xem những video mới nhất nhé tạm biệt và hẹn gặp lại